À, anh em, hôm nay mình đang lên trại tiếp để tuyển cá cho anh em đây. Cái này là lưu tô bát. Đây là lưu tô bát. Này hiện tại chưa có hàng. Còi đen đây, rồi nó đẻ những con sọt này, rồi đi vòng vòng chơi hồ coi đỏ giống. Đụng má có một con đít lên dĩa. Đấy, này có rít ghê trời. Đây là rồng tím nè. Rồng tím hàng F1. Đấy, đẹp chưa? Này mình chưa có bán đâu nha. Đây red nè, đang cho đẻ, tôi có cá con giùm. Đây, cá con ở đây nè, xa quá. Đây là full gold nè. Con này thường thường là nó cá giống trong đây. Có một bà ú nùi. Thôi đây, đây, thấy không? Có một bà ú nùi mà cười không? Nói mình để cái rọc đẻ như này, nó đẻ ra ngoài khỏi nước canh rồi. Đây là hấp bách quay nha. Hấp bách quay hàng vi bông. Cá còn chưa lớn nữa. Rồi con quay tiếp nè. Rồi con quay này, này có vi bông luôn nha. Cái có cá con nè, đó quá trời luôn. Đây cũng là cá con của nó, ngoài này lớn hơn rồi. Này là hấp đất rét. Đó, thôi mình test cá giống rồi tụi mày. Má mày nhặt đống luôn luôn. Đây cũng là red thôi. Sẽ lựa ít cặp nha. Đây là coi đen rip bông.
quá trời luôn. Cá con ở ngoài này, có một em đột biến nó mắt đỏ nữa em, rồi có đen ri bông là nó mắt đen. Đấy. Đây là stopwatch Golden Light Stopwatch, loại màu vàng một kiếm á. Loại này anh em nào cần sỉ thì báo số lượng cho mình luôn nha, có giá sỉ cho anh em hàng này. Golden Light Stopwatch. Đây là hàng Watusero. Đó, đã chưa? Thì mình đôi mà có nắng á, những loại màu vàng thích hợp hơn, ra màu sẽ đẹp hơn. Đó, Watusero có giống như thế này. Nước hồ này một cái là nó có nắng cho nên nó tạo rêu nó lên nhiều, nhưng mà nước sẽ không trong được, còn nước sẽ hơi đục. Đây đó không, phun gòn ra ngoài nắng này, màu sắc sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tất cả những loại màu vàng đều như vậy luôn. Rồi dùng còn tím nhìn đã quá, và máy nó nhỏ quá chưa có bán được. Đây là cá mà hàng nhập lẻ tại Việt Nam. Đây nó bù rồi không? Chờ đợi tới mình chỉnh camera gần rồi. Thì đợt tới mình sẽ nhập hàng Thái đây, hồi hàng này anh em đón theo dõi kênh nha. Đó, size rất là bự, hàng nhập thì size sẽ nhỏ hơn. Có mấy bà mập nữa này. Đó. Con trống này đẹp không? Con trống này quá đã luôn. Beret có rít bông, đó có mấy máy bông này. Quá hả mẹ đâu vậy? Đây là Aplat Yellow.
vậy luôn. Em coi đỏ, cái đỏ của loại gen rất là tốt, đỏ cực kỳ đậm màu. Rồi còn lại bên đây là đa số là phun con. Anh em cần sỉ phun gôn thì cứ liên hệ mình. Phun quay cho ăn đâu mà bu bu mẹ gì bu dưới đây nè, đi qua đây là bu qua đây nè, để mùa nó buồn thôi. Rồi bây giờ là phun gòn thôi. Tối hôm em biết trong này làm gì nè, này là metalulay, đó này là hydrate, mệt quá, giờ này buổi sáng mình mệt, không nói nhiều nữa, bây giờ không có gì nữa quá. Là phun vét thôi, còn vét tươi không? Lại là phun đấy. Rồi anh em tham quan cũng được, nãy giờ là cỡ 25% rồi đó, 25% cái diện tích hiện tại. Bây giờ mà cho anh em xem nó đi tầm hồi sợ té nó cứt thôi rồi, quá sợ té quá. Ừ, khỏi vô để đi vào chỗ bên kia. Nó là vô được rồi sợ ra không được. Thôi thôi đi hai tay nó khác. Không vô đâu. Điện thoại. Con cây điện thoại quay clip rồi. Ừ lấy gì chơi. Ôi sắp hết clip rồi. Để làm trước rồi còn gì nó quay sơ sơ chơi. Mô sẽ ít
mọi sự thật luôn. Mẹ dưới đây tối quá. Này mới tan lưu lại nè. Anh có nói cái mới tan lưu rác lại này. Full bờ đấy. Đây là cái bức bồ rát. Màu xanh này không? Xanh nha. Sắp đó. Màu xanh thế. Cổ này là xanh tuyến nè. Đấy. Bây giờ mình đi được thêm 5% nữa là 30% rồi đó. Chưa lọt nên đi đường này chạy xe mệt quá, cứ nói nhiều quá. Chết quẹo.